Nên làm kiểu tóc gì? Ponytail. Tóc gì vậy? Uh-oh. Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Và hôm nay mình sẽ bị em gái mình điều khiển nằm hay là làm bài. Mình nghĩ cái này hơi bị ngu á. Rất không biết cái bộ mình sẽ ổn không nữa nhỉ. Một ngày hơi bị khùng nhưng ok, vào thôi nào. Em lại ăn bậy nữa. Hôm nay nóng muốn chết. Không mệt hả? Dạ, 30. Hello. Hello. Good morning, Everlyn. Morning, Jenny. Is that a dog poop sign? Why do you have a dog poop sign? Là vì con chó nó đi caca. Hello, Everlyn. Hello. Sáng nay chị Jenny nên ngủ nướng hay là thức dậy? Có hiểu không? Không, không hiểu. Should Jenny sleep or wake up? Jenny làm smoothie cho con. Nên thức dậy hay là ngủ tiếp? Thức dậy. Ok, thì hôm nay Evelyn sẽ điều khiển chị Jenny. Có hiểu không? Dạ. Biết điều khiển là gì không? No, sorry, anh đợi gì? I will do whatever Evelyn says today. Ok? Ok. Evelyn đồng ý không? Không. What? Không. Chắc như vậy đồng ý phải không? Ok. Bây giờ sẽ làm. Thôi. Oh my goodness, what? Yeah. Ok, đầu tiên chị Jenny phải làm gì? Exercise. Yes, I did it. Thì đầu tiên Evelyn kêu là chị Jenny phải làm gì? Exercise. Yeah, my one favorite. Evelyn làm cho chị Jenny nhìn thấy đi. And big lesson. Như vậy? I'm just doing like this. Hả? Huh? Con làm gì? Ok. Okay. Tập thể dục vậy, đúng rồi. Thể dục. Đúng rồi, phải không? Nope. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là 9 giờ rưỡi và chị Jenny chưa ăn sáng nữa. Hả? Hả? Thì sáng nay chị Jane nên ăn cái gì? Smoothie. Smoothie á, chán vậy? Yeah. Oh. Evelyn? Mình thấy rất là bất thường là tự nhiên lại trẻ 4 tuổi lại muốn mình làm sinh tố. Nhưng bây giờ mình sẽ làm sinh tố. Thì vì hôm nay mình hết chuối rồi nên mình sẽ làm sinh tố dâu. Ok, thì cho cái sinh tố hôm nay đầu tiên thì sẽ cho dâu vào. Strawberry. Không biết là dâu này có móc không nữa. Mình mong là nó không có móc. Strawberry. Xong rồi cho gì vào nữa? Em muốn cho gì vào nữa? Almond milk. What else do you want me to put in the smoothie? Suy nghĩ. Sprinkle. Sprinkle. Trời ơi. Sprinkle. Yeah. Jenny không có sprinkle. Uh-oh. Hết sprinkle rồi, bây giờ cho gì vào? This. Cho kẹo vào. Hả? Yeah. Ok, kẹo. Bỏ này vào hả? Yep. Mình nghĩ cái này hơi bị ngu á. Nhưng không chắc nè, cho vào nha. Dạ. Cho gì vào nữa? Frosting. Hả? Frosting. Cái gì? Frosting. Cái gì vậy? Cái này. Ok, có chắc không? I'm sure. Chắc không? Yep. Sure, sure. Cho vậy vào. Cái này nó ngon thiệt á. Nhìn. Đậy cái nắp lại. Why? Em trộn nó chứ không lấy why gì. Trộn nha. Trộn nha. Ok. Ok. Where's the candy cane? Ở trong đó. Ok, uống thử không? Nope, you try it, you try it, you try it. Bây giờ mình sẽ uống cái đồ ăn sáng của mình. Oh. Lạ quá. What's called lạ? Like strange. Strange. Tự nhiên dâu mà nó có cái mùi bạc hà của cái kiểu. Em lên thử không? Xong thử. You try it. Xui vậy. Nó không có quá
tệ nhưng nó cũng khá là tệ. Chị dây này uống hết không? Đúng. Uống hết? Chấp. Uống hết cái này? Chấp. Rồi. Come on. Ừ. You drink it. Ừ. Cần cần hết rồi á. Uống hết không hả? Drink it. Không biết cái bụng mình sao ổn không nữa nhưng yeah. Không nè. Không nè. Why? Nó rất kỳ quá đấy. Mình thấy cảm thấy cái vị the the bạc hà nó vào. Ok, bây giờ Jenny ăn cái gì nữa? Popsicle. Jenny không có popsicle. Ê, lỗ. Ăn cotton candy. Không có cotton candy đâu mà ăn. Lollipop. Cái gì? Lollipop. Muốn chị Jenny ăn lollipop hả? Ăn chị lollipop và chiều. Trời ơi. Yeah, no, 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 no. I want this. I want this. Bây giờ phải ngồi ăn kẹo với em. Mình không biết cái này ý kiến tốt cho mình đâu nữa. Ok. Bây giờ. Bây giờ em đây muốn làm gì? Em phòng. Em phòng ai? Em phòng chị Jenny. Trời ơi, lè cái lưỡi ra. Oh my god. Stick your tongue out. Đâu có gì đâu. Evelyn mở miệng ra đi. Nhẹ răng ra. Bây giờ em lại ăn bậy nữa. Yeah. Mời giờ 30. Thì hồi nãy mình đã hỏi em là em muốn đi chơi hay là ở nhà. Và em nói sao? Đi chơi. Rất là muốn đi chơi. Nên em đã thay đồ rồi. Và bây giờ Evelyn sẽ chọn đồ cho Jenny. Choose it. Ok, chọn nha. Ồ, oh, mở ra đi. Chicken. Hôm nay nóng muốn chết mà chicken cái gì? This. Nóng muốn chết luôn á. How about this? Cũng nóng muốn chết luôn á. About this? Cái đó cũng nóng muốn chết luôn nha. Jenny nên mặc váy hay là mặc áo? Váy. Chị Jenny nên mặc váy này hay là váy này? Váy này. Tại sao? Because nó đẹp. Đây là váy chuối. Mình tính mặc cho sinh nhật của mình nhưng như vậy mặc cũng được. Ok, mình đã mặc vào cái váy chuối em chọn rồi. Yeah. Thì chị Jane nên làm kiểu tóc gì? Piggy tail. Hả? Cái gì? Piggy tail. Cột hai bên hả? Mình không biết cái nha. Piggy tail. Làm piggy tail. Hai bên hả? Yeah. Tóc cái vậy? Different and new. Thích không? Yep. Được. Evelyn ơi, có vẻ như cái kiểu tóc này nó hơi bị khùng quá. Nên chắc phải thay đổi. Thay sao? Thay đổi nha. I'm dead. Lên. Đi dậy. Ok, thay đổi nha. Ok. Làm tóc gì? Làm tóc silly. Let me làm ponytail. Em làm gì mình không biết luôn. Làm cái gì vậy? Thôi khỏi làm tóc hả? Làm tóc đi. Đâu biết làm nữa mà làm. Mình đang mong là tóc mình sẽ không bị rối một nồi. Em bỏ cuộc rồi. Đi thôi. 1:30. Bây giờ mình đang trên đường đi. Cái chỗ này khá là hay. Và bây giờ Evelyn muốn ăn cái gì? Evelyn muốn ăn sushi hay là muốn ăn ramen? Có biết ăn ramen không á? Trong cuộc đời em chưa dọn ramen bây giờ luôn, tự nhiên là phát biểu ramen. Hình như nghe cái chữ ramen nó lạ hơn sushi hay sao? Thì mọi người trong gia đình đều phản đối cái ý kiến ăn mì ramen. Vì hôm nay nóng muốn chết, nên bây giờ mình sẽ hỏi lại coi em có thay đổi không? Thì Evelyn muốn ăn cái gì để chị Jay đặt chỗ? Sau đó thì mọi người đã rèn luyện em nói cái chữ sushi. Ok, hỏi lại lần thứ ba nè. Evelyn muốn ăn cái gì? Sushi. Hey, cuối cùng cũng được rồi. Sushi? Ok, cảm ơn. Thank you very much. Tụi mình đã tới rồi nhưng bây giờ em đang hơi sợ nhảy ra khỏi xe nên đang bị hơi khó khăn. Cần giúp không? Last time. Ở đây ta làm cái này là bằng cát quá là hoành tráng luôn.
Mình đã tới rồi. Roberta Wassa. Let me go. Khi vào thì tụi mình đã gặp một con chó siêu to khổng lồ nên em sợ thấy vé luôn. Vì Evelyn quá là teo nên phải ngồi trong ghế này, không thôi sẽ bị tuột xuống. Hello. Baba. Ok, thì chị Jenny nên gọi cái Naruto hay là cái Salmon Lemon Pepper? Baba. Naruto? Vâng. Ok, yeah, như vậy là được rồi. Và mình đã gọi cho em cái Kids Bento. Được không Evelyn? Hello? Hello? Cần hai chair chứ. Sắp sửa rơi nước mắt luôn rồi. Em đang bị sụp đổ tinh thần hơi bị lớn. Em chảy chèm nhẹp ra rồi. Ok. Ok, mình cập nhật lại. Em đang hơi bị moody là vì em đói bụng. Evelyn. Yeah. Một giờ. Và cuối cùng sau 30 phút chờ mòn mỏi đói bụng muốn chết thì đồ ăn đã tới rồi. Phần của em nhìn quá là dễ thương luôn. Và mẹ mình thì gọi cái mì đen xì lì này. Và đây là cái sushi Naruto mà hồi nãy em nói ok. Em thấy nó ngon không? Dạ. Và bây giờ mình sẽ ăn cái của mình nhưng nó đang bị rớt te tua ra rồi. Ok, mình cũng đã gấp lên được. Hình như mình nhét hơi bị nhiều quá. Nhưng hiện tại thì em nó không có biểu cảm và mình thì ăn nang ngang ăn quá là ngon. 1:45. Mình đã có mặt tại cái đu quay. Thì hồi nãy mình đã hỏi em là em thích đi cái này hay không? Và em đã kiểu là nói rất là nhiều lần là em thích đi. Nên bây giờ mình sẽ mua vé trước. Và lát nữa em sẽ tới là vì xếp hàng rất là dài. Thì ở đây một vé là 5 đồng nên mình sẽ mua 2 vé. Và mình phải hơn 1m6 mình được lên một mình với em. Nên mình đối chiều cao hơn quá. Bây giờ mình đang mua vé và rút cái thẻ ra chờ ở cửa tiền mặt mới được. Và mình có đúng 100 đô thôi nên bị thối cả đống tiền luôn, không sao hết phải không? Có thể người ta hơi ghét mình. Nhưng bây giờ mình đang cô đơn xếp hàng một mình cho một cái hàng dài thần lon này. 15 phút sau. Và em đã có mặt rồi. Hello. Thì mình đã thử cho em đứng ngay đây và mình khám phá ra là em dưới 0m9. Và các bạn biết sao không, nhân viên nó nhìn thấy và nhân viên nó cho mình vé lại miễn phí luôn. Nên rốt cuộc thì em được đi miễn phí. Quá là có lợi. Và tụi mình đã nhảy lên thành công rồi. Wow. Vui không? So high. Đã không? Yeah. Đã không? Yeah. Ok, bây giờ mình đang ở đỉnh cao nhất rồi. Mình đúng là một chị gái tốt không? Và bây giờ thì mình ngồi đây enjoy cái đu quay với em thôi chứ không biết làm gì nữa chứ cái này hơi chán chứ không có làm gì được. Đang di chuyển mà. Cái này nó chơi 3 vòng lận, có đáng 5 đô không? Hai. Em nó sợ chiều cao không? Dạ. Không sợ. Mình chắc chắn nếu như mình nhỏ như em mình sợ thấy vía luôn. Thấy. Mình muốn nói giỡn em á là mình bị kẹt cái nhưng mình không có muốn nói giỡn thì em khóc rồi mình xong phim luôn á như. Ok bây giờ đi xuống rồi. How should we go out? Không biết. Bị kẹt rồi. Mình tưởng là em sẽ hoảng hồn như tính ra em hòa tính bờ. Ok. Cũng vì mình là một người chị quá là tốt luôn nên mình đã bế em ra luôn. Xong rồi em đã nhìn thấy cái Hello Kitty Cafe và đòi vào. Nhưng cái hàng nó dài khủng khiếp. Xếp hàng dài quá. No more Hello Kitty. Xong rồi em đã mít ướt nữa rồi, ướt chèm nhẹp luôn. Đang buồn. Bây giờ mình sẽ mua kem hay gì đó tại cái chỗ này. Và mình sẽ hỏi em lên mua vị nào. Ok Evelyn, chị Jane nên ăn chocolate chip hay là blueberry? Hay là acai? Chocolate chip? Yeah. Chocolate thì chocolate cũng được. Và cái ly kem em chọn cho mình đã tới rồi, quá là sô-cô-la luôn. Đã là kem sô-cô-la rồi còn có sốt sô-cô-la và cái sô-cô-la cục nữa. Hơi bị lố sô-cô-la quá không? Và em nói là em muốn thử trước nên mình cho em thử trước. Yeah. Ngon không? Uh-huh. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Ngon quá các bạn ơi. Bình thường mình không thích sô-cô-la nhưng và sau vài giây ăn em đã bị chết chèm nhẹp luôn rồi. Hình như em ăn là cho vào toàn là hột quá nên toàn là bị dính tùm lum như vậy. 3:30.
Xong rồi lại đi ngang cái này và em lại đòi lên cái này. Đây là cái kỹ là đi vòng vòng với con ngựa. Em lên muốn đi à? Ok. Lại xếp hàng nữa, trời ơi. Mình không có được hứng thú cái này lắm á, nhưng em thích là được phải không? Nhìn trước khi mọi người lên thì người ta phải làm vệ sinh kỹ càng nữa. Và cuối cùng thì mình đã lên thành công rồi. Vì em sợ rơi xuống nên mình phải đứng cầm như vậy. Thì cái này nó cũng chán chán, nó chạy vòng vòng thôi và nó chạy rất là chậm. Nhìn nếu như mình là 4 tuổi là mình khoái muốn chết luôn á. Wow. 4 giờ. Hôm nay em bỏ ăn uống trưa luôn. Có ổn không? Yeah. Và đúng như mình nghĩ, em đã ngủ say mê luôn rồi. Ok. 5 giờ. Evelyn, cái này là gì? Yeah. Oh. Thì người nhà của mình đã gỡ cái đống sữa Nestle gấu qua cho mình. Là vì hồi từ hồi nhỏ mình kiểu như là mình rất là thích uống sữa từ Nestle. Thì ở đây có rất là nhiều sữa luôn. A ton of sữa. Ở đây có hương dâu trắng, sữa trắng Nutri-Strong, ít đường, sô-cô-la Thụy Sĩ, Việt Quốc, sữa tiệt trùng, dâu u, tổ yến. Thì trong các loại này Evelyn muốn chị Jenny thử vị nào? This Việt Quốc. Và Evelyn sẽ thử cái sô-cô-la. Đây là sô-cô-la Việt Quốc. Và bây giờ tụi mình sẽ thử sô-cô-la. Ống hút này kiểu là ống hút bảo vệ môi trường ấy, nên nó màu bằng giấy. Ngon không? Yep. Evelyn thấy vị sô-cô-la Thụy Sĩ như thế nào? Yep. Thì hương với sữa này rất là ngon. Ok, mình sẽ thử sô-cô-la Thụy Sĩ. So good. So good. Ngon quá. Và cái này có cái hình con gấu với lại nó strong. Sữa Nestle gấu cho mạnh mẽ như gấu. Thì người nhà của mình cũng gửi cho mình các cái này nữa. Đầu tiên thì có cái ba lô này. Thì cái này nó có cái đèn để mình mở lên cái đèn. Như nè. Và đèn chớp chớp nữa. Đeo cái này đi học là nó sáng sáng lên. Và có cái hộp 36 cái màu này. Wow. Sách đi theo luôn rồi. Sister too. Và có cái túi mini này nữa. Như vậy. Và các bạn thích các món quà này thì các bạn sẽ tham gia rất là tiện lợi và chỉ mất 10 giây thôi. Thì ở trong lốc sữa thì sẽ có cái này, thì mình sẽ lấy nó ra và mình sẽ cắt cái sticker này ra. Why? Because there's a prize. There's a prize. I'm so excited. Và đằng sau đây sẽ có một cái mã như là cái này. Và để chỉ là nạp cái mã này, các bạn có thể nhắn tin, truy cập website hay là tìm tài khoản Zalo của Nestle Gấu. Để đổi quà, các bạn có thể truy cập website hoặc là truy cập hoặc là tìm trên Zalo. Và có các quà như là 2 điểm là được 10.000 cục điện thoại, 12 điểm thì được cái túi đeo kéo, 12 điểm thì được cái màu này, và 36 điểm thì được cái sáng sáng, cái ba lô sáng sáng. Và cái giải may mắn nhất là cái xe đạp. Và khi trúng điểm, các bạn có thể có người liên hệ và giao tới tận nhà nên không cần lo mất công gì hết. Và các thông tin đều ở trên đây nên nó rất là dễ. Và bạn nào thích thì hãy tham gia chương trình và uống thử sữa Nestle cho mạnh khỏe như gấu. Yay. Chị Jenny. Wow. 5:30. Chị Jenny nên nằm hay là làm homework? Nằm. Không muốn chị Jenny làm bài tập hả? Hả? Yeah. Tại sao? Because my little bunny has to work. Muốn con này làm bài tập giùm hả? Yeah. Okay. Okay, let's play. Ước gì cuộc đời mình dễ vậy ha? Okay, bây giờ mình nằm. 20 minutes later. Hello. Hả? Anh tắm. Anh con là tắm. Tắm hả? Yeah. Vậy mày đi tắm hả? Nó bị chân tắm. Ok. 6 giờ. Thì bây giờ Evelyn muốn làm gì? Exercise. Evelyn muốn tập thể dục. Yeah. Cái con bé này á, mình hồi lúc mình 4 tuổi á, mình không có biết cái chữ tập thể dục nghĩa là gì luôn. Nhưng em muốn tập thể dục. Nên bây giờ mình sẽ tập một bài Chloe Ting. Evelyn biết Chloe Ting không? Ok, nên bây giờ mình sẽ tập một bài Chloe Ting cùng với em. Bài ám ảnh.
xong rồi. Sắp đi ăn. Đi ăn rồi. Ok. Anh thấy sao? Good. Thấy mệt không? No. Không mệt hả? No. Hả? Mình thì không có mệt ngoài Evelyn đâu. Yeah. Cái nào là khó nhất? Vậy mà khó nhất hả? Vậy tưng nhất mới có. Evelyn. Chị Jenny bây giờ đi tắm nha. Đi tắm. Chị Jenny phải đi tắm nha, ok? Ok? No. Thật sao lại không? Chị Jenny will only take 5 phút. Được không? Evelyn ngồi đây chơi. Yeah. Được nha, ok? Bye. Bây giờ mình đi tắm. Jenny, I done. Xong rồi. Yeah. Oh, bây giờ làm gì? Ngắm gì nữa? Trời ơi. I am. Cái thể nhớ của mình, trời ơi. I'm doing a patient, please. Mới đi cho 5 phút mà. Cái này đó. Okay. Chị Jenny nên ăn avocado hay là ăn gà? Avocado. Avocado. Avocado? Yeah. Okay. Yeah. 8 giờ mơ lắm. Vì hôm nay em chơi đã đời quá nên em đang ngủ gật luôn rồi. Mới có 8 giờ mấy thôi. Nên em ngủ là hết video rồi. Ok, bye bye các bạn. Em lên hát đi. Chào anh. Chào anh. Chào anh, em là con gái miền Tây. Ok.